Thưa quý vị, với mức cước phí vận tải như hiện nay thì theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam vẫn đang là nước có chi phí đi lại và vận chuyển cao. Và điều này đang tạo ra những gánh nặng trực tiếp lên cuộc sống hàng ngày của người dân khi chi phí đi lại chiếm một phần không hề nhỏ trong thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình. Bãi xe của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mỗi lần gửi xe ở đây, các bạn sinh viên phải bỏ ra 2.000 đồng. Những bạn nào học nhiều buổi thì số tiền gửi xe sẽ tăng lên. Theo các sinh viên này, chi phí cho đi lại như tiền xăng, tiền gửi xe hàng tháng của họ không hề nhỏ, chỉ đứng sau chi phí để trả tiền thuê nhà. Tiền xăng một tháng thôi cũng chiếm rất là nhiều tiền rồi, cũng phải từ 500 một triệu. Hàng ngày em thường bỏ ra là mất 2-30 nghìn tiền xăng xe cả đi lẫn về. Mà thường có những hôm mà đường cái rất là đông và tắc đường, nhất là đoạn em đường em đi. Và còn chưa kể những ngày mùa mưa ngập lụt nữa. Mỗi tháng em phải mất đến khoảng 1,2 triệu hoặc 1,3 triệu tiền xăng xe. Không riêng gì giới sinh viên, người dân hàng ngày đang phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ so với thu nhập để chi trả cho các khoản liên quan đến đi lại của mình. Chúng tôi là những người về hưu, lương được độ hơn 3 triệu. Chưa được độ 3, trong vòng 3 triệu mà chi phí hàng ngày đi lại như mất tất cả phải là mất phải đến 20 nghìn ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái đồng lương, ảnh hưởng đến đời sống. Hiện giá cước taxi trung bình của Việt Nam là khá cao. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp taxi, cơ cấu chi phí xăng dầu chỉ chiếm 25-30% trong tổng chi phí. Số còn lại là nhiều khoản phí khác như phí đăng ký tần số, phí đường bộ, phí BOT. Vì thế, cước taxi rất khó để có thể giảm sâu khi giá xăng dầu giảm. Để cấu thành lên một cái giá cước ấy, thì chúng tôi cũng phải chi phí thêm những cái việc khác, ví dụ như là chi phí về phí đường bộ. Phí đường bộ thì đã mua phí đường bộ hàng năm rồi, nhưng mà trên thực tế thì cái phí đường bộ chúng tôi cũng không được giảm mà lại cũng còn có những cái mà còn phải tăng. Ví dụ như là các cái đường cao tốc bây giờ chúng tôi cũng lại vẫn phải chi trả thêm với cái phí BOT, thì cái giá thành nó cũng rất là cao. Phía doanh nghiệp cũng mong muốn làm thế nào giảm giá cước xuống nữa. Họ rất mong muốn, vì nếu giảm được giá cước nữa thì sẽ tăng được cái việc là khách chạy, km rộng sẽ giảm xuống. Km rộng càng giảm xuống thì giá cước lại càng sẽ được giảm xuống nữa. Thế nhưng họ không thể đơn thương độc mã trên thị trường, bởi vì tất cả những chính sách, một cái chiếc xe taxi nó đã đè nặng trên đấy như vậy là cỡ đến 60-70% cái tiền liên quan đến chuyện phải nộp ngay từ đầu vào, thuế phí, lãi suất, tất cả đều coi như một cái xe cá nhân để đem ra để phục vụ cộng đồng. Nghiên cứu của các chuyên gia giao thông cho thấy, vận tải đang chiếm tới 21,4% tổng các loại chi phí sinh hoạt của người dân Việt Nam mỗi tháng. Như vậy, hơn 1/5 số tiền người Việt bỏ ra hàng tháng dành cho đi lại và 4/5 còn lại dành cho chi tiêu của mình. Một con số còn khá cao và cần thiết phải có những hoạch định lại chính sách vận tải, cụ thể là kết nối các loại hình vận tải, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào để giảm thiểu các khâu trung gian. Trong cái thuật ngữ mới của chúng tôi thì có một cái từ gọi là City Logistics. City Logistics tức là logistics trong thành phố. Đó. Logistics trong thành phố cho hành khách như thế nào? Logistics trong thành phố cho hàng hóa ra làm sao? Đấy, phân phối hàng hóa, vận chuyển hàng hóa trong thành phố như thế nào? Thì đấy cũng là một cái mảng rất là mới mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam cũng nên chú ý tới vấn đề City Logistics. Bởi vì cái vấn đề City Logistics thì nó xuất phát, theo cái quan niệm của tôi là xuất phát từ vĩ mô trước, chứ không phải xuất phát từ vi mô. Vĩ mô tức là chính sách như thế nào, rồi đặc biệt là quy hoạch ra làm sao. Cái đấy cực kỳ là quan trọng. Người dân luôn mong mỏi việc đi lại của họ an toàn, thuận tiện và chi phí thấp. Thế nhưng, bài toán giảm chi phí đi lại, chi phí vận tải đang rất khó có lời giải. Theo quy luật kinh tế, chi phí đi lại và vận tải cao không chỉ tăng gánh nặng lên cuộc sống của người dân, mà còn khiến sức cạnh tranh hàng hóa và dịch vụ sẽ thấp tương ứng khi ra thị trường quốc tế.